VNG là một trong những công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam, được biết đến qua những sản phẩm gắn liền với đời sống người Việt như là Zalo, Zalo Pay, v.v. Trong đó khối trò chơi trực tuyến bắt đầu với Võ Lâm Truyền Kỳ là viên gạch đầu tiên được đặt vào năm 2005. Gần một thập kỷ sau cột mốc này, VNG được vinh danh là doanh nghiệp phát triển nhanh nhất toàn cầu tại khu vực Đông Nam Á, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Philippines, trở thành kỳ lân công nghệ tỷ đô đầu tiên của Việt Nam, cùng nhóm với những Grab, Lazada hay là Traveloka. Gần đây, VNG cũng vừa khánh thành Data Center mới với quy mô tủ rack lớn nhất Việt Nam và đang phát triển các sản phẩm công nghệ mới, B2B, v.v. Khi đọc về quá trình hình thành của VNG, tôi đã cảm thấy rất tự hào, đặc biệt là về những người Việt đứng sau nó. Thế nhưng để thật sự hiểu và trân trọng một công ty, ta cần chạm đến cốt lõi của nó, đến cái mà ta gọi nôm na là ý tưởng khởi nguồn. Với VNG, tôi nghĩ mình đã có thể phần nào nhìn được thứ động lực cháy bỏng của nó qua bài phát biểu của Phó Tổng Giám đốc khối trò chơi trực tuyến của VNG, ông Kelly Wong, về việc tại sao chúng ta lại thích chơi game. Vì ngôn ngữ của bài phát biểu là tiếng Anh, nên tôi xin phép dịch thoáng sang tiếng Việt để giúp các bạn dễ hiểu hơn. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Why do we enjoy games? This is one of the first things that I really want to talk about today. Tại sao chúng ta thích chơi game? Đây là một câu hỏi đau đáu trong tôi nhiều năm chơi. Ở cương vị của mình, một người chơi game, một nhà phát triển game, những kiến thức và kinh nghiệm mà tôi đã tích góp được đã giúp cho tôi có lời giải đáp. Nó bắt đầu từ bố cục của một trò chơi. Một trò chơi giống các hình thức giải trí khác, tương tự như là âm nhạc, phim ảnh hay thậm chí là thơ ca. Game cũng có phần mở đầu, phần giữa để phát triển và cuối cùng là kết thúc. Đối với tôi, kết thúc chính là phần quan trọng nhất đối với trải nghiệm trò chơi của mỗi người. Kết thúc của một trò chơi thường mang đến hai cảm xúc chính. Đầu tiên, nếu chiến thắng thì bạn sẽ cảm thấy vui, phải không? Đương nhiên, niềm vui này không bị giới hạn trong những trò chơi điện tử, mà nó tồn tại trong bất kỳ trò chơi nào, bao gồm cả đá bóng, cờ vua hay là poker. Nhưng niềm vui chỉ là một mặt của vấn đề, mặt còn lại là cảm xúc đến khi bạn thua cuộc. Lần này bạn khả năng cao sẽ không vui, nhưng mà bù lại, sự khó chịu và cay cú này lại hình thành động lực giúp cho bạn muốn chơi game tiếp, để có cơ hội chiến thắng ở lần sau. Những người phát triển game chúng tôi chú trọng đến cảm xúc thứ hai này và gọi nó là động lực, một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng ở trong chơi game. Phần giữa của các trò chơi cũng rất thú vị. Ở đây, chúng ta có thể trải nghiệm nhập vai, được làm nhân vật chính ở trong một câu chuyện, với các cơ chế thông minh và hệ thống nhân vật ẩn chứa nhiều bất ngờ. Thậm chí là chúng ta còn có cơ hội được chơi với các người chơi khác. Không một trò chơi nào thiếu những yếu tố đó và có thể coi chúng là chất kết dính một tựa game với khán giả. Tuy cả kết thúc lẫn giữa game đều quan trọng, nhưng bản thân tôi lại yêu phần mở đầu của một game nhất. Để kéo được người chơi vào thế giới của game từ những giây phút đầu là một điều không hề dễ. Có vô số câu hỏi thường xuyên xảy ra trong đầu tôi trước khi vào game. Làm thế nào để chúng ta chiến thắng? Đồng minh và đối thủ của tôi là ai? Tôi nên chọn chiến lược như thế nào? Câu chuyện, bối cảnh của trò chơi này là gì? Có bao nhiêu cơ chế, quy tắc mà tôi cần phải biết? Với tôi, đây là một lý do nữa giúp cho một trò chơi trở nên thú vị hơn. Lấy ví dụ là trò cờ tỷ phú. Bản chất của trò này là sự tranh giành những tài nguyên có hạn. Bạn cố gắng tích góp tiền, cố gắng xây nhà và kiếm tiền thuê nhà từ những khu bất động sản của mình. Đôi khi bạn sẽ hợp tác cùng với những người chơi khác để tạo nên một cuộc giao dịch thuận cả đôi đường. Hay là khi ai đó chơi xấu, bạn có thể tạo ra một liên minh để trừng phạt và tiếp tục giới hạn tài nguyên mà người đó có thể tiếp cận được. Với cờ tỷ phú, bạn có thể chọn chiến lược cạnh tranh quyết liệt hoặc chọn hướng tăng cường hợp tác. Và đó chính là yếu tố xã hội của không chỉ trò chơi này, mà còn là của việc chơi game nói chung. Nhìn rộng hơn về mảng gaming, bao gồm cả board game, chúng ta có một khái niệm là immersion, nôm na là cảm giác đắm chìm trong thế giới game. Ai chơi game cũng phải trải qua cảm giác này. Trong đó, bạn là một phần của câu chuyện, là một phần của cuộc hành trình. Với cờ tỷ phú, bạn là một nhà đầu tư đang cố gắng trở thành người giàu nhất thị trường và hất cẳng những kẻ còn lại. Đây là một khía cạnh rất quan trọng của ngành giải trí nói chung và ngành game nói riêng. Sự tò mò khiến chúng ta bắt đầu chơi một trò chơi. Cảm giác được đắm chìm trong thế giới game làm ta muốn dấn thân vào sâu hơn. Và cuối cùng, nếu thắng, ta muốn được thắng tiếp. Còn nếu thua, thì thêm động lực để tham gia lại từ đầu. Tại sao chúng ta thích chơi game từ góc độ kinh tế và xã hội? Thú thật, tôi là một người rất yêu mến các trò chơi,
Và cũng thật may mắn là tôi đã tìm được một công việc nơi tôi được làm những gì mà mình yêu thích mỗi ngày. Và quan trọng hơn cả là tôi có thể chứng minh với mẹ rằng tôi đã đúng. Chơi game đích thị đã giúp tôi thành công. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện. Vì không phải ai cũng may mắn như vậy. Tới đây, điều tiếp theo mà tôi muốn đề cập đến là những tác động thực tế sâu rộng mà gaming đã có lên thế giới xung quanh. Việc chơi game đã và đang có nhiều tiếng xấu. Tôi không phủ nhận điều này. Tôi cũng muốn khẳng định rằng các trò chơi không thể thay thế giáo dục. Còn để giải trí, cũng còn nhiều cách đơn giản và hiệu quả hơn, như là chơi thể thao, tận hưởng thiên nhiên hay là thưởng thức nghệ thuật. Những thứ mà phụ huynh chúng ta luôn đề cập đến ấy. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn nhấn mạnh hai điều. Đầu tiên, gaming là một công cụ có thể giúp chúng ta thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Thứ hai, gaming là chất xúc tác cho không ít thay đổi của công nghệ và thế giới. Đầu tiên, về bản chất, các trò chơi sẽ đem lại những phản hồi tích cực cho người chơi. Bạn áp dụng đúng tư duy, chiến thuật và kỹ năng, bạn sẽ chiến thắng một con boss và thăng cấp. Như thế, tại sao chúng ta không sử dụng trò chơi điện tử như một cách để củng cố và giáo dục những hành vi tích cực cần có ngoài xã hội? Ngoài đời thực, chúng ta đã làm việc đó mọi lúc mọi nơi. Vậy thì sao không phải là làm qua game? Dĩ nhiên là những nhà phát triển game cũng không thể hô hào hay là tuyên bố rằng: "Này, chúng tôi có thể game hóa tất cả mọi thứ." Ta không thể cho trẻ con chạy lông nhông ngoài đường với cả chiếc iPad và kính VR. Xong rồi hy vọng chúng sẽ trở thành những con người tốt hơn, mà phải có những biện pháp bảo vệ nhất định. Bắt đầu từ ý tưởng, nội dung của trò chơi, hay thời gian mỗi người dành ra cho game đó. Kết hợp với giáo dục, tôi tin rằng gaming sẽ tạo ra một môi trường lý tưởng, giúp các thế hệ tiếp theo học tập và phát triển. Nếu chúng tôi, những người sản xuất game làm tốt điều này, chẳng phải chúng tôi đang góp phần giúp xã hội sử dụng trò chơi để đem đến các trải nghiệm quý giá, đồng thời củng cố các hành vi tốt hay là sao? Tiếp theo là về cách mà gaming và ngành công nghiệp trò chơi ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhắc đến gaming là nhắc đến những sản phẩm công nghệ như là các đồ họa, giao diện người dùng, mạng internet hay gần đây nhất là thế giới ảo. Việc thương mại hóa trò chơi đã cho phép chúng tôi tạo ra nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành liên quan đến công nghệ. Ở những tựa game ban đầu, bạn tới một bàn, đọc chữ ở trên màn hình, nhập vào một từ nhất định và trò chơi sẽ tiếp tục. Ngày nay chúng ta có đủ các trò chơi trên các thiết bị nhỏ như là điện thoại di động. Các công nghệ tân tiến đó được ra đời từ nhu cầu của các cá nhân đang lùng sục sức mạnh đồ họa cao hơn, sức mạnh xử lý cao hơn để có thể tận hưởng những trải nghiệm tốt hơn. Tuyệt vời hơn nữa, đấy là những trải nghiệm vui vẻ, thú vị và tích cực mà gamer đang có, đã tìm được cách để lan tỏa sang những khối ngành khác. Chẳng hạn như với thực tế ảo, tuy các ứng dụng đầu tiên chủ yếu vẫn là trò chơi, nhưng các mảng như là y học, kiến trúc, xây dựng cũng bắt đầu tận dụng được các tính năng mới từ VR giống như chơi một trò chơi. Ngày càng có nhiều người nhảy vào mảng gaming và quyết định rằng họ muốn thử áp dụng cái này, cái kia cho mảng của mình. Như tôi đã đề cập ở trên, đó là gì nếu không phải niềm vui hay là sự tích cực? Đồng thời, việc thương mại hóa công nghệ lại giúp nó tiếp tục được áp dụng rộng rãi hơn nữa. Bài viết này không phải để thuyết phục bạn rằng chơi game rất tuyệt và rằng bạn nên tập trung vào chơi game nếu bạn muốn trở thành một người tốt hơn hay là muốn tạo ra một thế giới tốt hơn. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng ai cũng chơi game và ai cũng thích chơi game. Cuối cùng, tôi muốn bạn nghĩ về điều đó lần tới khi bạn làm điều này. Ý tôi là thực sự nghĩ về lý do tại sao bạn thích gaming, về việc làm thế nào bạn có thể tận hưởng được những trò chơi điện tử với những người khác. Với tôi, đây là một bài phát biểu tuy không quá xuất sắc, nhưng đủ để chứng minh rằng đằng sau một cỗ máy khổng lồ như VNG là những con người với niềm đam mê bất tận về công việc của họ. Theo tôi tìm hiểu thì tới nay, mỗi năm chương trình tuyển dụng nhân sự của VNG lại thu hút được hàng nghìn đơn đăng ký, giúp đào tạo một đội ngũ nhân sự tinh hoa cho ngành game. Đồng thời, công ty này cũng là đối tác chính của Hiệp hội Thể thao Điện tử Việt Nam trong SEA Games thứ 31, chịu trách nhiệm vận hành và hỗ trợ các vận động viên Việt Nam tham gia thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau, giúp họ mang về nhiều huy chương, trong đó có huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở mảng eSports. Không dừng lại ở đó, VNG đẩy mạnh chiến lược lấn sân ra quốc tế qua việc thâm nhập vào các thị trường như là Thái Lan hay Đài Loan. Và quan trọng hơn cả là chứng minh năng lực của người Việt cũng chẳng kém gì bạn bè quốc tế. Cũng giống như là Steve Jobs với cả Apple, Bill Gates với cả Microsoft hay là Phil Knight với cả Nike. Chỉ những người thật sự đam mê về công việc mới dám nỗ lực hơn ai hết để thúc đẩy mọi giới hạn và leo lái công ty của họ đi vào sử sách. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!